Rồi, xin mến chào cô chú anh chị nha. Hiện tại á, Nhã đang đứng ở trong tòa nhà Landmark 81 lầu. Và phía sau Nhã là những cái hiệu xe nổi tiếng của thế giới đó vậy. Đó vị thấy không, chiếc màu đỏ với là chiếc màu vàng ha, là thương hiệu Lamborghini. Đó vị thấy không, họ triển lãm á, những cái xe trang sang trọng để mà người dân Sài Gòn ha có thể nhìn thấy tận mắt đó. Wow, xe đẹp quá ta. Dòng xe này có lẽ là dòng xe thể thao hả quý vị. Đó, còn đây là cái khung cảnh mà bà con mình đi vào đây chơi ha. Đó, quá là vui luôn. Đó, quý vị thấy không? Ngắm nhìn những cảnh ở trong đây ha. Quá đẹp. Ok. Đó, quá vui hả quý vị. Bởi vì tối á, mà vào trong đây chơi á, phải nói là tuyệt vời luôn đó quý vị. Ok. Rồi bây giờ cùng đi lòng vòng ha. Xem còn cái gì hay nữa. Nhã sẽ ghi hình cho chú anh chị xem nha.